Thưa quý vị, có một kịch bản là Mỹ sẽ tấn công đảo nhân tạo ở Biển Đông. Liên quan đến các phương án ở Biển Đông, tác giả người Nhật Kondo Daisuke vạch ra một kịch bản cực đoan trên tờ Sukan Gendai tiếng Nhật là Mỹ có thể tấn công một đảo nhân tạo Trung Quốc xây phi pháp ở Biển Đông. Lập luận của Kondo Daisuke là Tổng thống Donald Trump trước tỷ lệ ủng hộ có xu hướng sụt giảm sẽ tiến hành một cuộc chiến cục bộ ở Biển Đông bằng cách ra lệnh oanh tạc một đảo nhân tạo phi pháp. Theo kịch bản của tác giả này, một cuộc tấn công như là canh bạc cuối cùng có thể xảy ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 nếu như tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Trump tiếp tục sụt giảm. Canh bạc này nhằm mục đích nâng cao tỷ lệ ủng hộ nhưng không gây ra một cuộc chiến toàn diện. Theo TTV nhận định, kịch bản của tác giả Kondo Daisuke có vẻ xa vời. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những biến động chưa từng thấy trong quan hệ Mỹ-Trung trong nhiều tháng qua, chúng tôi nghĩ mình không nên loại bỏ hoặc dán nhãn không tưởng với bất kỳ một kịch bản nào nữa. Chẳng phải cách đây không lâu, nhiều người vẫn nghĩ chuyện Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là chuyện không tưởng hay sao? Nay thì nó đã hiện ra ngay trước mắt chúng ta rồi còn gì. Thưa quý vị, phóng viên Thụy My trên đài RFI có bài Washington cảnh báo Bắc Kinh không thể ngăn quân đội Mỹ tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 21 tháng 7 năm 2020 cảnh báo Trung Quốc là không ai có thể chặn bước Hoa Kỳ tại Biển Đông, nhấn mạnh rằng các hàng không mẫu hạm của Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại vùng biển này. Đồng thời, ông cũng chìa ra cành ô liu cho Bắc Kinh khi cho biết là muốn đến thăm Trung Quốc trước cuối năm nay. Trong cuộc hội thảo qua video của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Bộ trưởng Esper nêu ra việc Bắc Kinh tiếp tục ức hiếp các láng giềng có những hành vi phi pháp và đặc biệt quân đội Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông khẳng định Hoa Kỳ đang bố trí các lực lượng để chống lại sự khiêu khích của Trung Quốc. Cụ thể sẽ gia tăng các hoạt động vì tự do hàng hải gọi tắt là FONOP nhằm đối phó với những hành vi bất hợp pháp và yêu sách quá đáng đã tăng cao chưa từng thấy trong năm 2019 so với cả 4 thập niên qua. Song song với việc tố cáo Bắc Kinh muốn biến Biển Đông thành đế chế hàng hải của riêng mình, Hoa Kỳ vẫn mở lối cho Trung Quốc. Bộ trưởng Mark Esper cho hay ông hy vọng thăm Bắc Kinh trước cuối năm nay nhằm cải thiện việc hợp tác giữa đôi bên. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài nhắc lại Hoa Kỳ coi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là bất hợp pháp, nhưng Washington không tìm kiếm xung đột, muốn mở các kênh thông tin để giảm thiểu nguy cơ. Nếu thực hiện được, đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Mark Esper với tư cách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.